nhựa bịt của cái đầu các cặp. Dưới này là một tu cấp on off. Để sát cái này cho anh chị em xem mới cứng của ghế này, nó điều khiển này. Đấy, bên này nó có cái vân gỗ carbon rất là đẹp. Đây, Furuki. Này Furuki. Đây anh chị em. Đấy, cái sản phẩm này rất là nhỏ gọn. Rất đẹp, đây là cái tay ép túi khí đây. Đấy, hơi bụi tí. Đấy, chạy rất là êm. Mà đặc biệt là da nhá. Da là rất là đẹp. Rất là mềm. Rất là xịn sò. À, những cái này Tuấn Japan sẽ có Việt hóa hết ra. Anh chị em là có nhu cầu thì là liên hệ ngay với Tuấn Japan. Đây cái này, bóp cái bắp chân rất thích. Rồi Tuấn Japan xin tạm dừng cái clip khui trực tiếp rồi đây. Thì anh chị em nhớ ủng hộ Tuấn Japan, like, đăng ký kênh, chia sẻ. Tuấn Japan ở shop Tuấn Japan thì ở cơ sở 2 thì còn rất nhiều cái sản phẩm ghế massage, hàng lướt, hàng trưng bày, đấy, và hàng mới nguyên hộp đều có hết. Đây như này, ví dụ như Furuki Panasonic EP3103 đây, E là cái con này màu be, màu đen, màu be, tôi ra ban đều có. Furuki AS2100 mới đập hộp và Furuki SKS 7100 tôi ra ban đều có. Rồi anh chị em mà có cái nhu cầu thì liên hệ dần dần ban nha. Xin chào tất cả anh em.